Phi Nhung cũng mong là các Phật tử cũng phải nhín thời gian và về chùa Ba Vàng gặp được thầy Thái Minh nha. Gặp thầy là sẽ biết thầy như thế nào. Bản thân Phi Nhung gặp thầy rồi là phải nói là rất là trân trọng và rất là quý mến. Nhung về danh ca Hồ Văn Cường, hai mẹ con về chùa trong chương trình giao lưu với các bạn bác sĩ thân của em. Lần đầu tiên mà Phi Nhung tham gia một cái khóa tu mà toàn là các em khoảng chừng 6-7 tuổi rồi tới 12 tuổi, chưa bao giờ thấy mà các con ngoan như vậy. Và các con rất là dễ thương, rất là may mắn khi được hát cho các cháu nghe. Nào Cường, làm thế nào để trở thành một người con có hiếu nào? Làm gì? Hành động thế nào? Cụ thể hành động ra sao? Thế nào để mình làm, mình nghĩ là mình có hiếu với cha mẹ của mình? Đầu tiên là thơm. Hung là có hiếu á hả? Dạ, cái một cái hành động nhỏ thôi cũng là nhỏ. Cũng như là mình quan tâm cái người mà mình yêu thương cũng là có hiếu rồi. Như vậy là mẹ cũng rất là vui, là tại vì một nụ hôn không là cũng làm cho mẹ vui rồi. Ok, cảm ơn con nhiều. Đó, những đứa con chỉ cần một cái nụ hôn tặng cho mẹ của mình, và lâu lâu tặng cho mẹ một cái bó hoa. Rồi lâu lâu hỏi mẹ ơi mẹ ăn gì không con mua về cho. Đó là những cái mà một người mẹ thích nhất ở những đứa con của mình. Ê Cường, ra chùa Ba Vàng con thấy chùa Ba Vàng có đẹp không? Cường hôm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Nhà năm nay con 17. Tôi có nghe giọng Cường rồi, lấy hát ấm không? Hát với mẹ Phi Nhung là rất hợp luôn. Nhưng mà giọng của chị Phi Nhung nó đóng mãi, nó vẫn cứ trẻ trẻ như vậy. Thật là giọng của chị Phi Nhung không có già. Không có già, ha, rất đặc biệt. Thế hôm nay thì là cái ngày đầu tiên hai mẹ con rồi cả đoàn ra đây thăm chùa của thầy và sư phụ. Thế thì sư phụ rất là mong chị Phi Nhung này, rồi mẹ Cường này, thế rồi anh Mậu, rồi tất cả các anh chị đây nhé. Qua chùa Vàng giống như nhà, đây là ngôi nhà chung, không phải là của thầy Thái Minh, cũng không phải của các chư tăng ở đây, mà là ngôi nhà chung. Sư phụ nói là xây cái nhà này là nhà chung cho của muôn dân, ai về đây cũng được sưởi ấm bằng cái tình thương của Phật. Hạnh phúc. Nhìn thấy sư phụ thật sự ra là thì thấy trong hình nó khác, nhưng mà thấy ở ngoài thì lại khác hơn nữa. Nhất là mãn phép con Phi Nhung có thể nói là nhìn khuôn mặt sư phụ rất là phúc hậu và rất là thông minh. Khi mà lắng nghe những cái lời nói của sư phụ nói ra thì Phi Nhung cũng cảm thấy mình nằm trong một những cái sự lo lắng của sư phụ, cũng giống như Phi Nhung. Tại vì Phi Nhung cũng đã từng bị giống như trong chùa mà, thì cũng nuôi các con trẻ mồ côi thì cũng có bị nhiều cái oan ức. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình bị chịu oan ức rất là nhiều mà mình ráng cố gắng mình vượt qua, bây giờ thì là một cái là thấy trời Phật đã cho Phi Nhung một cái sự rất là êm ấm, được tất cả mọi người đã yêu mến, và là cũng nhờ các con. Đây là Hồ Văn Cường, là con nuôi của Phi Nhung, cũng là một nhà danh ca.
bà của cô nó chảy nước mắt đấy. Thường là nghe chương trình công tác rất là xúc động. Sư phụ cũng có được nghe chương trình trung tâm sư phụ chỉ có ba cái điều ước nguyện trong đời. Thứ nhất đi, từ lúc còn bé nó chỉ ước là thứ nhất là mình được làm một cô thợ may. Thứ hai, làm ca sĩ. Và thứ ba là sẽ được làm một tu sĩ. Hai điều chị đã làm được rồi, đã và đang làm và làm tốt rồi. Đó là làm thợ may chị làm rồi. Thứ hai là làm ca sĩ thì ca sĩ nổi tiếng rồi. Còn bây giờ chị còn đợi một cái cuối cùng thôi, đó là tu sĩ. Chị cũng sẽ muốn là có ngày nào đó là mái tóc này, mái tóc sao nhỉ? Ôi mai. Sư phụ và đại chúng cũng chúc cho chị Vy Nhung nhé, cái ước nguyện thứ ba cũng sẽ thành công. Đại chúng nha. Cái chúc thánh linh thay mặt tất cả các cô bác Phật tử chùa, hàng ngàn cô bác Phật tử chùa, chúc cho mẹ con của Vy Nhung nhiều sức khỏe và dòng ca mãi mãi đầm thắm và đem thật nhiều những cái lợi ích, những cái giá trị rất là nhân văn qua lời ca tiếng hát của mình đến với mọi người, nhất là đem được lời Phật dạy, những cái tâm đức của Phật đến với mọi người thật nhiều. Đó là cái điều mà sư phụ Thái Minh chúc mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Trường nhé. Hôm nay là đây là tình cảm của tất cả các cô bác và thầy và các sư cô bên đi chúng cũng có một cái quà rất đặc biệt để tặng cho chị Phi Nhung là bánh trưng. Cà pháo cà muối. Xin chào lãnh đạo và cảm ơn cô và con xin chúc cho tất cả các cô chú các anh chị sức khỏe dồi dào và hạnh phúc mà con chỉ nói ra đó. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Vy Nhung xin chúc cho sư phụ từ đây về sau sẽ sống bình yên và mang những cái sự may mắn đến cho tất cả các Phật tử đến chùa, cũng như là trong đó có Vy Nhung. Vy Nhung hy vọng là một ngày nào đó Vy Nhung sẽ về chùa một lần nữa, đem các con ở chùa của mình về đây chơi với lại trong một cái khóa tu như vậy nữa. Đó là một cái sự may mắn và một cái sự mong ước của Vy Nhung sẽ trở lại một lần nữa cùng với các con của Vy Nhung để hòa đồng với lại các em, các con một cái khóa tu.